Chào các bạn nhé. Đây là chữ H mình vừa mới hoàn thành xong nè. Đó, ở video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách móc chữ H như này nhé. Để móc được chữ H như này thì mình sẽ sử dụng kim 4/0 tương đương với 2,5mm. Và len là mình sử dụng len mi cô tông nhé. Đó. Và các cái chữ như này để mình trang trí nón, áo, mũ, hoặc là mình có thể làm các dây móc chìa khóa. Và bây giờ các bạn móc cùng mình nhé. Đầu tiên các bạn sẽ móc cái chân chữ H bên phải này trước nhé. Đó đây. Đó. Và ở phần này mình sẽ móc 5 hàng, mỗi hàng 3 mũi móc đơn. Trước hết các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích nhé. 1, 2, 3. Đó. Và các bạn sẽ móc hàng số 1 này. Để móc hàng số 1 các bạn sẽ móc 1 mũi móc xích để mình tạo chiều cao cho mũi móc đơn. Đó. Sau đó các bạn sẽ đưa kim vào chân móc số 3. 1, 2, 3. Đây. Và các bạn sẽ móc 1 mũi móc đơn. Tiếp tục đưa chân móc vào chân móc kế tiếp, móc mũi móc đơn số 2. Đưa vào chân móc kế tiếp, móc mũi móc đơn số 3. Đó, như vậy là mình được một hàng. Tiếp theo ở hàng số 2 nhé, các bạn sẽ lên một mũi móc xích này. Sau đó xoay ngược lại như này. Đó, và các bạn sẽ móc ở hàng số 2, 3 mũi móc đơn. Tương tự như hàng số 1. Mình đưa kim vào chân móc đầu tiên, móc mũi số 1. Đưa kim vào chân móc kế tiếp, móc mũi số 2. Ở chân mũi số 3. Đó, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nữa. Như vậy mình được 2 hàng. Đó. Và ở cái phần này mình sẽ móc 5 hàng nhé. Tiếp tục hàng số 3 mình lên một mũi móc xích. Xoay ngược lại và mình móc 3 mũi móc đơn. 1 số 4. 1, 2, 3. Hàng số 5. 1, 2. Đó, như vậy là mình đã móc được cái phần chân bên phải của chữ H đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp theo nhé. Mình sẽ móc 3 hàng. 1, 2, 3. Đó. Các bạn sẽ móc 6 mũi móc xích này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, các bạn đã nhìn rõ 6 mũi như này đúng không ạ? Như vậy nhé, các bạn sẽ lên một mũi móc xích này. Sau đó xoay ngược lại. Đó, các bạn sẽ móc 6 mũi móc đơn nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, như vậy là mình đã móc được một phần của chữ H như này đúng không ạ? Tiếp theo các bạn sẽ móc cái phần này nhé. Đó, đối xứng với cái phần dưới này. Như vậy mình sẽ móc 5 hàng, mỗi hàng 3 mũi móc đơn, đúng không ạ? Đó. Các bạn sẽ lên một mũi móc xích này. Xoay ngược lại, mình móc 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Đó, mình được một hàng. Mình móc 4 hàng nữa nhé. Lên một mũi móc xích, xoay ngược lại. Đó, 5 hàng.
Như vậy là mình đã móc xong cái phần này, đúng ạ? Đấy. Bây giờ các bạn sẽ móc hai cái phần này cho mình. Đó. Thì mình sẽ móc ở cái phần trên này, mình cũng sẽ móc 5 hàng, mỗi hàng 3 mũi móc đơn đối xứng với phía bên này. Tương tự ở cái phần dưới mình cũng sẽ móc 5 hàng, mỗi hàng 3 mũi móc đơn đối xứng với phía bên này, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ cắt chỉ. Đó, mình cứ để cái phần len thừa này tí, mình còn móc cái đường viền thì mình sẽ giấu nó đi. Đó. Bây giờ nhé, các bạn sẽ đếm cho mình này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mũi, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ móc nhé. 1, 2, 3. Các bạn sẽ đưa kim vào cái chân số 4 này. Mình sẽ đếm 1, 2, 3. Đưa kim vào chân số 4 này. Đó, các bạn sẽ lấy len. Mình lấy len kéo lên như này. Sau đó nhé, các bạn sẽ vắt cái sợi len thừa vào đây. Đó, và các bạn sẽ lên 1 mũi móc xích. Đó, và mình sẽ móc 3 mũi móc đơn nhé. Các bạn sẽ đưa kim vào cái chân móc đó. Và các bạn móc 1. Và khi móc các bạn giữ sợi len này vào. 2. 3. Đó, như vậy là mình được 1 hàng đúng không ạ? Mình được 1 hàng. Và mình sẽ móc 4 hàng nữa nhé. Các bạn sẽ móc tương tự ở những cái phần trước. Mình sẽ lên 1 mũi móc xích, xoay ngược lại và mình sẽ móc 3 mũi móc đơn. Đó, mình được hàng số 2. Lên 1 mũi móc xích, xoay ngược lại, móc 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Đó, mình được 3 hàng rồi nhé. Lên 1 mũi móc xích, xoay ngược lại, móc 3 mũi móc đơn. Đó, mình được 4 hàng rồi. Sau đó các bạn sẽ cắt cái phần len thừa này. Và mình cứ để này để tí mình móc giữ. Đó, như vậy mình móc được gần xong chữ H rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ móc cái phần dưới này nhé. Thì các bạn sẽ xoay như này. Đó, mình cũng sẽ đếm tương tự như cái ở cái chân vừa rồi ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn sẽ đếm này 1, 2, 3. Và đưa vào chân móc số 4 này. Đó, và các bạn sẽ lấy len, kéo len lên. Mình cũng làm tương tự, mình bắt cái sợi len qua đây để nó giữ chặt cái sợi len này lại. Đó, sau đó các bạn sẽ móc 1 mũi móc xích. Đó, và ở cái hàng này mình sẽ móc 3 mũi móc đơn nhé. Khi móc các bạn nhớ giữ cái sợi len mà mình vừa vắt qua đó. Cái sợi len này được 1 này. Như vậy là mình được 1 hàng. Và mình cũng sẽ móc 5 hàng nhé. Lên 1 mũi móc xích, xoay ngược lại, 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Đó, được 2 hàng. Tương tự các bạn sẽ móc tất cả 5 hàng nhé. 2. Đó, mình được 3 hàng. Tiếp theo các bạn sẽ móc cái đường viền bên ngoài cho mình nhé. Đây. Đó. Thì đầu tiên này, các bạn sẽ lên 1 mũi móc xích. Đó. Và các bạn sẽ đưa kim vào ngay cái chân móc đầu tiên ấy. Các bạn móc 1 mũi móc đơn. Đó. Mình sẽ móc 13 mũi móc đơn, đúng không ạ? Ở đây 5 này, đây 3 này, đây 5 nữa. Đó, như vậy là 13 nhé. 1 này, 2,
Và bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Đó, và khi móc thì các bạn giữ các cái sợi len thừa này vào bên trong nhé. Được 9 rồi đúng không ạ? 10, 11, 12, 13. Đó, mình được 13 nhé. Tiếp theo này, các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Đó, sau khi lên xong một mũi móc xích nhé, mình sẽ móc ở cái phía cạnh này 3 mũi móc đơn. Mình sẽ đưa vào cái chân móc vừa xong á. Một mũi móc đơn này. 2. 3. Đó, tiếp tục các bạn xoay bên đây. Các bạn móc một mũi móc xích. Đó, và mình sẽ đưa kim vào cái chân móc mà mình vừa móc. Ở phía mặt này mình sẽ móc 5 mũi móc đơn đúng không ạ? Các bạn sẽ đưa kim vào chân vừa móc, các bạn móc 1 2 3 4 5. Đó, sau khi móc xong 5 mũi ở cái phía cạnh này như này nhé, thì đó, các bạn sẽ kéo cái sợi len này lên như này. Đó, đó. Sau đó ở cái cạnh này có 3 mũi đúng không ạ? Đưa kim vào chân mũi số 1 nhé. Sau đó mình sẽ đưa kim vào cái mũi móc mình vừa tháo ra. Mình đưa từ dưới, đưa lên như này. Đó, các bạn sẽ kéo qua này. Đó. Và các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Sau đó nha, các bạn sẽ bỏ cái kim móc này ra. Đó, và ở phía cạnh này mình có 5 mũi đúng không ạ? Đó, thì các bạn sẽ đưa kim vào cái chân số 5. Đấy nha, 1. Tức là chính là hàng số 5 đấy. 1 2, 3, 4, 5. Đó, thì các bạn đưa kim vào cái hàng số 5 này. Và mình cũng đưa kim xuống dưới cái sợi len này. Mình kéo qua. Đó, các bạn móc một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc đơn ở cái phía cạnh này nhé. 1 2 3 4 5. Tiếp tục nhé, các bạn sẽ lên một mũi móc xích này. Ở phía cạnh này mình sẽ móc 3 mũi móc đơn. Bạn sẽ đưa kim vào cái chân móc đầu tiên. Mình sẽ móc một mũi móc đơn. 2 Và khi móc các bạn sẽ giữ các cái sợi len thừa này này. Nào. Đó. Tiếp tục ở mặt bên này. Các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Đó. Và mình sẽ móc 13 mũi móc đơn. Mình sẽ đưa kim vào cái chân móc đầu tiên này. Móc 1. 2. 3. 4 5. Đó, ở phần giữa này là 3 hàng đúng không ạ? 5 này nhá. Ở phần giữa là 3 này. 6 7 8 9 10
sau đó lên một mũi móc xích. Đó, và ở cái cạnh này mình sẽ móc 3 mũi móc đơn. Mình sẽ đưa kim vào cái chân móc vừa xong ấy. Móc 1. Sau khi móc xong 5 mũi này, mình cũng sẽ làm tương tự như cái phần phía bên này đúng không ạ? Đó. Mình sẽ đưa vào chân móc số 1. Sau đó sẽ móc 3 mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi móc rời. Đây. Đó, và mình cắt cái phần len thừa này. Đó, đây là sản phẩm mình vừa hoàn thành xong. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Ở các video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cách móc các cái chữ khác. Các bạn chờ đón xem video của mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.